Alo. Alo anh hả, em nè. Em mới lãnh lương nè. Em nói anh nghe nè, em vừa mới có lương em mới là vui. Tối nay mình đi ăn với nhau nha. Ở nhà hàng nha, đâu có dịp. Mà em nói luôn á là em có dành dụm số tiền thì em sẽ gửi cho anh luôn để anh lo phát triển sự nghiệp. Với lại á hả, trong tương lai mình còn phải cưới nhau nữa. Có gì anh giữ tiền đó rồi anh ráng lo cho tương lai của hai đứa nha. Trời em tốt quá à. Ừ vậy thôi nha, tối gặp nha, bye nha. Ừ bye em. Ừ hôn nè. Ừ. Hay. Quả là một người con gái tuyệt vời. Tiếc là lộn số. Ê, anh làm gì đây vậy? Thì anh ngồi chờ em. Trời đất ơi, tôi nói là tôi đi shopping, kêu anh vô nó xách đồ cho tôi, đồ đùm đùm đề đề nè, anh ngồi đây làm gì? Trời ơi, ở chổng đồ con gái không, tự nhiên em kêu anh vô cũng làm gì mệt lắm. Đồ con gái hả? Đồ con gái hả? Con gái đâu? Con gái đâu? Cái này đồ đàn ông. Coi đó, tôi đi shopping hết bao nhiêu là tiền đó. Tiền lương tháng này đâu? Anh mới đưa em hồi đầu tháng mà. Bây giờ nó đầu tháng nữa rồi. Để ngày mai đưa cho. Nói thì nhớ đó. Xách đồ, đi về. Có đi không? Đây.